chào các bác, cô chú, chị. Qua 30 tháng 4 thì có đào cái ổi ở Thái Bình. Thì bác có thấy nó giống cây này không? Giống cây em trồng sẵn đây này. Các bác nhìn thấy kìa, nó cũng là siêu. Một cái đoạn thân nó từ thân lên đến chia tay tán nó cũng khá giống như cây kia. Tất nhiên là đoạn ra gốc người giống nhất, nhưng cái bệ con kia nó khủng. Còn kích cỡ nó ngang nhau. Và dáng dấp nó khá giống nhau. Thì cây này nó ở chậu lâu hơn thì nó tay tán nó cũng đầy đủ hơn, con cây kia thì nó cốt nó đẹp hơn nhưng nó lại là phôi. Đấy, thì bây giờ là vấn đề của em bây giờ là muốn chia sẻ với các bác là được hôm nay là đưa các cháu về từ quê ngoại về quê nội chơi, thì xin phép là cắt cái quả ổi cho cháu nó ăn để dành mãi từ hôm nay. Chín trắng con gì nó cấu mất kìa. Con gì nó cấu mất đây các bác. Chín trắng này. Đấy, con gì này, con gì nó cấu mất rồi này. Đấy, con gì nó cấu mất rồi. Bây giờ sẽ cắt đến đây. Đấy, để cho cháu nó ăn các bác nha. Mời các bác gọi là quả đầu mùa đi. Giờ nó nhiều quả lắm rồi nhưng cứ gọi là quả đầu mùa đi. Để cắt nha. Ngày quốc tế lao động. Đấy, nó đang bị bệnh sâu này. Cắt các bác nhé. Đây là một tay cầm máy quay này, gài vào đây cho nó đỡ rơi nhé các bác nhé. Đỡ rơi nhé. Em cắt. Giờ cắt các bác ơi, cắt đây nha. Đấy. Nhìn vào thôi. Đấy. Rồi cho em bé ăn. Dương ơi. Nè. Dương đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Nhanh, quá chậm. Con cầm. Con xin vỗ. Rồi, con cầm cho mẹ nhá. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Rồi, báo cáo các bác, cô chú, anh chị. Là hôm nay đi đào ổi dại các bác nhá. Một cái bãi gần nhà em này, cực kỳ nhiều. Bạt ngàn các bác, trong khu công nghệ cao Hòa Lạc nhá. Mặt ngàn người ta bỏ đi rồi, đền bù bỏ đi rồi, bây giờ đất của khu công nghệ cao rồi. Thì thấy ở đây có nhiều cái ổi, nhưng mà biết rồi, nhưng mà hôm nay mới lao ra được thì thấy là đã bị một đào mất một số gốc rất là đẹp, rất là tiếc. Đây gốc này có người cưa rồi, đang chuẩn bị đào này. Đấy, nhưng mà thôi, mình sẽ đào gốc này, thì cũng không có thời gian nói nhiều các bác nhá. Em sẽ đào về, nếu mà được thì cây nào sẽ quay video, mà không thì coi như là không có nhá. Đào tạm gốc này đã nha các bác nhá, rất to bằng cổ chân ấy. Đấy. Ở đằng kia rất là nhiều toàn ổi, ở bên kia cũng thế. Đấy, dưới một cái bờ ao các nhá. Thôi bây giờ em đào các nhá. Báo cáo là đã xong, trời tối quá này. Hai gốc rất to, một gốc đây, một gốc đằng kia. Thì gốc đây, bác nhìn, đất rất bờ ấy, nhưng mà chặt ngang đây. Nhưng mà có rất nhiều vệ dễ con ở đây. Gốc đây có thể là một cây siêu hoặc là cây cổ thụ rất là hoành tráng. Để chờ tí về lấy xe ra để chở, chứ không chở. Cách nhà khoảng độ 2 cây số. Đấy là một em đầu tiên nhé. Quay kỹ tạm thời sau nhé. Em thứ hai, quần thụ bên bờ ao đây, bò lắm, ba người kia vừa mới cặp mãi mới bò lên bờ này. Dễ rất nhiều, đất thì bờ.
ổi nó khá là giòn các bác, nhưng đào nó cũng không vất vả lắm, được cái chỗ đất nó cũng mềm cạnh bờ ao mà. Đó, thì bây giờ là về lái xe để chở các bác nhé, hy vọng để đấy không ông nào hất tay trơn hết, đi 2 cây số chắc là mười mấy phút mới về nơi, mới lên nơi lấy được. Hẹn gặp lại các bác khi mà cảm nó về nhà quá nhé. Đấy, lúc trưa mấy thịt quả ổi chín kia, cây kia chờ mãi cháu nó về thì thịt có ổi cho mẹ thì cháu nó ăn, chứ thực ra nó cũng không có cái gì, nhưng mà mình muốn giữ lại một quả ổi thôi mà, nó vui ấy. Đến lúc nó chín ấy. Còn cây xưa này các bác nhìn, cây xưa các bác nhìn là có nhận ra chỉ cách đây có 1 tuần này, không có cái lá nào nha, cái này 1 tuần này. Sức sống của nó rất kinh khủng, cách đây đúng có 1 tuần này các bác, cây xưa của em làm này các bác có nhận ra rất là ghê gớm, phun nó phun mầm dã man, em không nhận ra, chỉ 1 ngày không để ý là khác hoàn toàn. Những cái mầm của nó ra đã tầm 1 gang tay trong vòng mấy ngày. Cây này sức sống rất là dã man, không còn nhìn thấy tay, không còn nhìn thấy dăm nữa, một màu xanh mướt của lá đấy. Đấy các bạn, vừa mưa xong nhìn rất là mướt mắt, rất mướt mắt. Đó, rất mướt mắt các bạn. Rồi, nay trời mưa nó rất là, nhìn nó rất là cây cối rất là dễ chịu. Có cái cây đa này thì hôm trước nắng quá nó thui mất mấy cái mắt này, nó đang lên bù những cái mầm nó đang lên bù đây rất là nhiều. Đấy các bác nhìn, mặt nắng lên nỗi nó cháy hết, cháy hết mầm, cháy hết cái ngọn này. Đây như này thì là một phần là vì em chưa trồng nó, chưa trồng được trong kế hoạch trước 30/4, nhưng mà bây giờ là qua 30/4, qua 1/5 rồi vẫn chưa làm được, nó chưa trồng được rồi. Cái chỗ này thì đang tính để một bàn cờ hoặc là hai cụ ngồi với nhau nhỏ đây, trên này để một cái tháp nhỏ đấy, kiểu những cái mỏm núi đua ra, và ở dưới sẽ được thấp xuống, có thể sử mua cái chậu nó cao cao đến tầm này, lòng của nó là không thả nước quá vì là muỗi rất là nhiều, sắp đến mùa sốt xuất huyết rồi, rất là sợ. Đấy, con ổi này của em thì hôm trước em đã hạ thấp cái đoạn này xuống, đoạn tửa xuống bệ dĩa thì cần nhìn khỏi chê được, chuyển rất là điệu đà và tự nhiên, rất tự nhiên, rất tự nhiên. Cành to kia cũng sẽ cắt đi đấy, nhưng mà về cứ bẹ tạm cho nó dễ nhìn thôi, sao cắt đi thôi. Cái cành mà buông buông xuống đây này, đoạn em này mới trồng, yêu ái nhất cho em nó ở cái chậu rất to, chậu rất to thì nó cũng phôi thôi, chưa có gì cả, những cái cành này sao cắt hết đi thôi, để cho nó mật những cái mầm mới thì mình làm cho nó ngon lành. Đây này, mới cắt cách đây mấy hôm nó đang nhú này, đang nhú trắng này. Đấy, mưa sức mưa cả cái mùa này trồng cây rất là thích các bạn. Đấy, hồi lại. Đấy, em loại hán này, tùng quả các bác nhé, loại hán có quả các bác. Đấy, dòng dòng này dòng có quả. Các bác nhìn sướng, phun dã man. Thích rồi, rất thích. Đó một ít phân chuồng lên đây cho nó mạnh, bật mầm rất là kinh. Bật mầm rất kinh. Làm rất kinh. Mai sẽ làm mấy cây dưới này, cây dưới phụ tử mai sẽ tỉa hết, đang ra mầm, đang đón được 10, tỉa hết thay cái chậu sang cái chậu dài, chậu này hơi bé. Cái roi chiêm đấy, roi chiêm lấy chồng phun mầm dã man, những cái tía này này không, đang làm mầm đấy nhá, làm mầm. Mới hôm rồi nắng rất kinh nhưng mà nó đã kịp ra mầm. Đấy, là chiều.
toàn những cây mới làm thôi, mầm rất là ghê gớm. Đó. Cái du này thì phát triển kinh khủng, triển kinh khủng. Các bạn không nhận ra tung tùm này, tung tùm. Ổi này là nắng quá thì cho vào đây. Đây là cái cây ổi mà hôm nay đào được bên kia làm thì ủ thế này các bác giờ không nhìn thấy đâu. Mỗi cái cẳng của nó to bằng cổ chân, chưa cắt chưa gì cả, chỉ ủ mang ra mầm. Đó. Đôi mầm chắc chắn sống. Quan trọng nhất là đây các bác, ba hai con ổi mới đào vừa được về đây. To. Rất to nhỉ. To. Rất to nhỉ. Đang ủ thôi chưa làm các bác ạ. Rất to nha, chung gốc hết, dưới là một tảng cụm rừng cùng một thân luôn các bác, rất là ghê gớm. Ở dưới đang ủ cát. Sau này nếu mà không làm cụm rừng thì em tách làm hai cây thác đỏ, cũng xuống cắt thành hai cây này, thác đỏ như này ngả xuống đây. To, rất to này. Cái lúc mà đào được con này phải hai người khiêng chật vật mới lên. Chậu rất to. Đấy, các bác. Bây giờ thì các bác không nhìn thấy cái bệ rễ của nó đâu, em đào nó nghiêm chỉnh lắm, không nhìn thấy bệ rễ đâu, vì là vùi ủ dưới cát rồi. Mà em không tiện mà để mà bới nó lên. Con này cũng thế. Con này thì rất là dài. Đấy. À, rất là dài. Này thật lắm. Đây. To, dưới này rất to. Tất cả đang ủ. Cơ hội sống rất là cao để em đánh đào rất là cẩn thận. Bệ rễ rất nhiều và trồng ngay sau khi đào về trên đây này, khá là yên tâm. Chỉ ngại nhất là nắng, rất là nắng, nêu rồi rất là nắng. Này vừa làm xong rồi, 6 giờ tối rồi, cảm ơn các bác nhé.